cho vì chính vì thế là mình phải đáp ứng tất cả những nhu cầu của bên đạo diễn và bên kịch bản. Thì cái phim đó là một phim cô bé rất là ngu ngốc, rất là ngu nghê và rất là mập. Thì đó là bây giờ là rất là ốm, bây giờ mình phải ăn tăng cân mà ăn một cách ngu nghê, cũng phải ăn 8 lần. Thôi như thế trong phim là ăn 10 kg, và trải qua quá trình thì 8 tháng nào mà có thể giảm được 10 kg đó. Thật sự á, khi mà cái sự tăng và giảm cân đột ngột như vậy á cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Không tốt, bây giờ người vẫn còn nhão tại phải tập thể dục nhiều lắm. Tại vì con gái thường thường là cơ thể rất là dễ bị mọc lên mọc xuống như thế này là không tốt. Mình phải tập thể dục, mình phải có chế độ ăn kiêng đúng thì mình có thể giảm được, chứ không phải là rất là hại sức khỏe, rất hại cho phụ nữ và hại cho tất cả về sắc đẹp của phụ nữ. Con gái thì thường thích những cái mùi thơm thơm của mình, như là nước hoa hay là thiên nhiên vân vân rất nhiều. Với Hằng Hằng á, con người của Hằng thì rất là thích sự ngọt ngào, tất cả mùi nước hoa của Hằng đều thì rất là mùi kẹo hay là mùi gì đó rất ngọt, mà cảm giác mình ngửi mà cảm thấy nó thơm và đất còn nó cảm thấy là nó ngọt ngào trong cuộc sống, cảm thấy nó thích ngọt ngào lắm. Mặc dù là hảo ngọt. Đúng thiệt là con gái. Và quý vị thấy đấy, Hằng đã bật mí cái tính cách của mình rồi, là hảo ngọt. Cho nên là các chàng trai nào mà có ý định là chỉ có việc là phải dụ ngọt, dụ ngọt. Hay là ai mà trong quá trình làm việc, những người công tác á, mà làm cho Hằng cảm giác là buồn á, thì phải dỗ dành lại ngay bằng những lời nói ngọt ngào, chắc chắn là Hằng sẽ quên ngay thôi. Bây giờ thì cùng với chương trình, thì mình tất cả quý vị đến với một sáng tác của Võ Kim Thanh, ca khúc Hương Thơm Diệu Kỳ và phần trình bày của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Xa hương thơm thần gần, hay là tôi quá tương tự
anh có nhớ là cuối năm vừa rồi, anh có nhớ là tháng 12 vừa rồi Hằng đã chia sẻ trong một cái dịp trò chuyện với nhau với khán giả là có dịp đi Nga, có không khí rất là lạnh. Và thật ra thì ở những nước châu Âu hay là ở các nước khác trên thế giới thì có rõ ràng bốn mùa xuân hạ thu đông. Ở chúng ta thì chỉ có hai mùa nắng rồi, nên nhiều khi tính cách của chúng ta cũng bị ảnh hưởng lắm, đúng không? Nhưng mà thật ra cái sự chuyển giao giữa mùa này với mùa khác á làm cho người ta có nhiều cái cảm xúc lắm, rộn ràng. Riêng bản thân Hàng thì Hàng rất là thích khi từ tháng 12 đến tháng 1 là cái mùa lễ hội, đúng rồi. Là tháng 12 là có rất là nhiều ngày lễ hội, tức là Giáng sinh nè. Rồi bây giờ là tới Tết Tây. Tết Tây xong rồi xong là chuẩn bị, bây giờ là chuẩn bị sắp tới Tết. Và năm nay thì Tết rất là nhanh và cảm giác nó bất ngờ cho mọi thứ. Tất cả mọi cái đều trải qua rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái mùa lễ hội thế này thì chạy show rất là nhiều. Có rất là nhiều show để mà có thể tung hoành. Nghĩa là cái mùa cuối năm như vậy thì Hằng và các đồng nghiệp ai cũng chạy show tất bật hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn dành thời gian làm sao để có thể lo cho gia đình mình, chăm sóc cho gia đình mình hoặc những cái công việc cá nhân của mình nữa. Và quả thật cái cuộc chuyển mùa giữa mùa này đến mùa kia thì luôn là phải cảm thấy những cái riêng của mình. Ngay sau đây chúng ta xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, và đó là một sáng tác của Thiên Cương và chị Hồng Trinh, khúc Giao Mùa do ca sĩ Lý Lên và chị Hồng Trinh bày. Nhìn nhau ánh mắt hơi